Khi mới 5 tuổi, anh Nguyễn Trung Hậu ở thành phố Hồ Chí Minh đã phải ngồi trên xe lăn do một cơn sốt bại liệt. Việc đi lại, học tập gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm và nỗ lực vươn lên số phận, anh Hậu đã bước ra khỏi môi trường khuyết tật, chọn khởi nghiệp với cà phê. Không chỉ thành công trong kinh doanh, anh cũng rất tích cực với những hoạt động cộng đồng, là người truyền cảm hứng cho giới trẻ và thực hiện nhiều dự án xã hội dành cho người khuyết tật. Sau những trải nghiệm từ các công việc khác nhau, năm 2016, anh Nguyễn Trung Hậu quyết định khởi nghiệp với thương hiệu Ngồi Cà Phê, mang cà phê sạch, chất lượng cao về quê hương của mình. Nơi khởi nghiệp đầu tiên là tại chính ngôi nhà của anh ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình Ngồi Cà Phê lần đầu tiên mình mang về dưới Củ Chi. Thì gần như là 8 tháng đầu tiên thì mô hình thắng rất lớn. Mình không nghĩ là mình lại có thể thắng lớn được như vậy. Đến khi mà Hà Lan nó về thì gần như là trong vòng 3 tháng thôi thì doanh thu của mình giảm 65%, và gần như là mình không có cái cách nào để mình xoay chuyển. Thì đấy là những cái điều mà gần như là mình phải gánh lỗ thêm một năm nữa. Và sau một năm mình làm với rất nhiều thay đổi về mặt con người, thay đổi về menu, công thức, rồi không gian quán, rất nhiều thứ, mình vẫn không xoay chuyển được cái doanh số đó. Mà có được, lúc đó mình đã suy nghĩ là mình có phù hợp với nó được hay không. Và cuối cùng mình tự đo lường lại mình, và kể từ đó thì mình tái cơ cấu và tái xây dựng lại Ngồi một lần nữa, thì cũng may mắn là nó đã có sự chuyển mình. Từ mô hình có diện tích 45m², đến nay Ngồi Cà Phê đã được tái cơ cấu trở thành một mô hình khu phức hợp với diện tích khoảng 1.200m², gồm quán cà phê, khối văn phòng, khu vực sản xuất, rang xay đóng gói và cả nơi lưu trú cho nhân viên. Hiện Ngồi Cà Phê đang có 9 nhân sự gắn bó cùng với anh Nguyễn Trung Hậu. Trong quá trình mà làm việc ở đây thì ảnh cho em kiến thức về quản lý nè, ảnh cho em kiến thức về con người, nhân sự nè, rồi ảnh cho em trải nghiệm môi trường thực tế tại cửa hàng luôn. Ảnh là cái người mà gọi là rất là truyền cảm hứng, truyền động lực cho mấy bạn trẻ em, không phải một mình em không mà là còn những anh chị khác nữa, ở nhiều mảng khác nữa. Không chỉ liên tục thích nghi với cuộc sống, tạo cơ hội cho bản thân, cho các cộng sự của mình, mà anh Hậu còn mở ra những dự án chung tay vì cộng đồng. Anh thường xuyên tham gia các sự kiện của các trường đại học, các công ty, tổ chức xã hội, từ đó lan tỏa câu chuyện khởi nghiệp, truyền cảm hứng dành cho người trẻ, người khuyết tật, đưa ra những lời khuyên bổ ích từ hành trình vấp ngã, đứng lên của mình. Anh cũng lập ra dự án Bright by Heart để giúp đỡ người khuyết tật khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Mỗi gói sản phẩm mà Ngồi Cà Phê bán ra sẽ được trích 5.000 đồng đóng góp vào quỹ này. Đến nay, Bright by Heart không chỉ là dự án của riêng anh Hậu, mà còn là nơi để các đơn vị, doanh nghiệp khác cùng trao gửi yêu thương, sẻ chia với cộng đồng. Bright by Heart là một cái nguồn quỹ mà dùng để hỗ trợ cộng đồng. Chính xác ở đây, người thụ hưởng là người khuyết tật, cũng như là tập trung nó là giải quyết nâng cao năng lực cho người khuyết tật. Thì nó là năng lực về giáo dục, năng lực về an sinh kế. Thì Bright by Heart là một trong những dự án mà mình đồng hành cùng các bên thứ ba liên quan để mà gây quỹ, và nó cũng đã vận hành xong rồi. Cũng theo chia sẻ của anh Hậu, trong tháng 4 này, anh sẽ khai trương Ngồi Cà Phê 2 tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quán cà phê này sẽ có nhiều nhân viên là người khuyết tật. Đó là cách anh chọn đồng hành, truyền động lực và chia sẻ một phần gánh nặng về kinh tế với những người đồng cảnh ngộ. Đây sẽ là một môi trường bình đẳng để người khuyết tật cùng làm việc với người không khuyết tật. Đồng thời, toàn bộ lợi nhuận của quán cà phê này sẽ được dùng để gây quỹ hạt cà phê nhỏ, giúp đỡ những người khuyết tật muốn nâng cao năng lực, trở thành người pha chế chuyên nghiệp hay học thêm nhiều kiến thức cần thiết khác. Với những điều đã và đang làm được, câu chuyện của anh Hậu, chàng trai khởi nghiệp trên xe lăn, đã mang đến cho những người xung quanh niềm tin yêu vào cuộc sống, nhất là tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vươn lên, vượt qua số phận.